Đặng Thu Thảo được chị gái khen xinh tự nhiên, hơn Thùy Tiên nhưng lại lộ ảnh thẩm mỹ. Mình dám chắc rằng cô gái đó, em gái của mình á, với đứng với cô gái đó là cô gái đó lép hẳn. Mình tin điều đó, tại vì một người đẹp tự nhiên còn một người đẹp giao kéo thì nó khác nhau. Chỉ cần hả, nó giảm xuống là em đã mừng dữ lắm rồi, mà khắc phục được như vậy thì gọi là quá tuyệt vời luôn á. Đổ vỡ với chồng doanh nhân vì tiểu tam, từ bỏ phương biện vẫn mặt dày mang danh hoa hậu đại dương dự sự kiện. Lúc mà ra đi á, là trong túi em chưa tới 100 ngàn. Mình cảm thấy là mình không còn cứu chữa được để mà mình quay trở lại với nghề. Đặng Thu Thảo từng là nàng hậu gây sóng gió trong cộng đồng fan sắc đẹp nhưng với chiều hướng không mấy tích cực. Đăng quang hoa hậu đại dương 2014, nàng hậu cũng chăm chỉ tìm kiếm hào quang của bản thân tại làng hương sắc Việt nhưng bất thành. Cô còn được mệnh danh là minh chứng của việc hồng nhan bạc phận khi phải đổ vỡ hôn nhân và một mình nuôi con vì chồng đại gia ngoại tình. Đặc biệt, câu chuyện vực dậy sau nhiều biến cố của người đẹp gốc Cần Thơ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Vào năm 2018 khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Đặng Thu Thảo lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành và cả hai đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên 3 năm sau, nàng hậu gốc Cần Thơ bất ngờ chia sẻ đã đường ai nấy đi với chồng doanh nhân vì cho rằng anh ngoại tình và có cách hành xử không tốt với cô. Sau khi ly hôn, Đặng Thu Thảo rơi vào tình trạng bị trầm cảm. Hồi xưa, tôi là người hoạt ngôn nhưng sau biến cố tôi hạn chế nói chuyện và rơi vào trầm cảm. Hiện tại, tôi vẫn phải học lại nhiều từ ngữ để nói chuyện được suôn sẻ và truyền đạt một cách tốt nhất. Thời điểm đó, tôi không biết cách nói và như đứa trẻ phải tập nói lại, tập cười lại. Hoa hậu đẹp nhất là nụ cười, nhưng lúc đó tôi không biết cười là gì cả, cô bộc bạch. Được biết, Đặng Thu Thảo lựa chọn ra đi với hai bàn tay trắng, trong túi không có nổi 100.000 đồng. Lúc rơi vào khó khăn khi hộp sữa cuối cùng của con đã hết, Đặng Thu Thảo chấp nhận xuống nước nhắn tin nhờ chồng cũ hỗ trợ nhưng lại bị từ chối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp nung nấu thêm ý chí phải thành công để nuôi hai con. Sau thời gian ngục lặn trong đau khổ, Hoa hậu Đại Dương 2014 chọn công việc bán hàng online để kiếm tiền. May mắn, con đường kinh doanh thuận lợi giúp cô cải thiện cuộc sống và có điều kiện để lo cho các con. Đồng thời, Đặng Thu Thảo còn chú trọng chăm sóc bản thân nhiều hơn để lấy lại vẻ ngoài. Theo lời chia sẻ của chị gái Đặng Thu Thảo, bà Đặng Thi Trang thì hiện tại nàng hậu đang có cuộc sống khá sung túc và nhan sắc thì còn xinh đẹp hơn cả Thùy Tiên. Bà kể, em gái mình bây giờ không hề khổ, tôi có công ăn việc làm ổn định vừa làm chủ tiệm gym mà bây giờ nhan sắc thì rất đẹp. Mình dám chắc rằng em gái mình mà đứng cạnh cô gái đó là cô đó lép hẳn. Được biết, sau khi hạ sinh hai cậu con trai kháu khỉnh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã bị bầy dáng với vùng bụng chảy xệ, không săn chắc. Chính vì vậy, người đẹp sinh năm 1995 đã quyết tâm sử dụng các biện pháp thẩm mỹ xâm lấn để lấy lại vóc dáng ban đầu. Cụ thể, nàng hậu gốc Cần Thơ đã dùng phương pháp hút mỡ và tạo hình thành bụng để giúp cho bộ phận này săn chắc và thon thả như thời son rỗi. Nhờ có thẩm mỹ, Đặng Thu Thảo cũng trở nên tự tin hơn khi diện các trang phục hở cũng như xuất hiện chốn đông người. Ngoài ra, người đẹp này cũng từng gây sốc với người hâm mộ khi tuyên bố trả lại vương miện Hoa hậu Đại Dương cho ban tổ chức giữa ồn ào Lê Ông Ngân Anh đăng quang năm 2017. Thời điểm đó, Đặng Thu Thảo cho rằng bản thân không nhận được sự tôn trọng từ ban tổ chức cuộc thi vì không được lên sân khấu trao vương miện cho tân hoa hậu. Ngoài ra, cô cũng khẳng định chiến thắng của Ngân Anh làm hạ thấp giá trị của bản thân cô. Thời gian gần đây, nàng hậu gốc Cần Thơ trở lại tích cực hơn với các hoạt động trong giới giải trí. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện với diện mạo xinh đẹp. Dù đã là mẹ hai nhóc tì nhưng Hoa hậu Đại Dương vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Đặng Thu Thảo không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, đội vương miện Shopee và vẫn giữ danh xưng Hoa hậu Đại Dương dù trước đó đã tuyên bố trả lại vương miện cho ban tổ chức. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.